Sách Tự Tìm Hiểu Đời Mình GS Nguyễn Mạnh Long, sách học tử vi cho người mới bắt đầu. Miễn phí vận chuyển. Sách do Hương Giang ấn hành năm 1971 với giá đề 400 đồng, dày 350 trang, khổ nhỏ. Đây là quyển sách có thể gọi là tiêu chuẩn sơ cấp cho những ai mới có dịp tìm hiểu tử vi đầu số, vì với lối hành văn giản dị, dễ hiểu, với cách an sao rút gọn thành hệ thống đồ bản sẽ giúp hoàn thành một lá số rất dễ. Tác giả hướng dẫn cách luận đoán tạm thời bản số tử vi qua các cách cục xấu tốt, thuần nghịch, sinh khắc giữa ngũ hành bản mệnh, cục, sao cung. Tác giả bàn qua đặc tính tổng quát của các sao chính, phụ ứng cho nam mệnh, nữ mệnh và vận hạn kèm theo một bản phụ giải về phú đoán, căn bản cổ truyền của các nhà lý số dùng trong việc đoán số. Có thể nói, tác phẩm bao gồm đầy đủ các yếu tố cần thiết cho các truyền nhân của lão tổ Trần Đoàn. Chỉ cần cuốn sách này bạn có thể tự luận đoán cuộc đời mà không phải đi xem, nhờ thầy. Bản in lại theo nguyên gốc, chỉ còn vài bộ. Quý vị mua sách trên tủ sách xưa vui lòng nhắn, tên sách, địa chỉ, điện thoại, họ tên người nhận để được chuyển sách miễn phí tận nhà. Kiểm tra sách ưng ý mới thanh toán.